Cắt ra cái này có bị mất không anh? Không, em đang suy nghĩ qua bên mình phải miếng nhẹ luôn cái anh lấy con dây kia đây anh thử cắm trước đi. Mấy triệu, 24 thì nó còn sống. Lấy nón quạt quạt này nè. Một cái bị dính nữa không? Rồi. Để đây luôn à? Để quá tiện được. Im đi. Nó không có lên. Cô mới phải chạy hai lần rồi cô. Bà cô chạy đi. Lúc con nói thì cô từ ngoài đây cô nhúng vào đây thôi. Đây con lấy cái cành cô nhúng vào. Lấy cái này hả? À, dạ đúng rồi. Lấy lại cái này. Cái rổ em ơi. Nè, con cái này xong nè, con đem bán đi.
đó, cái rổ cô vớt vô cái rổ. Rồi bắt đầu mình lột, bỏ cái đây đặng hồi mình trộn gia vị vô đây. Cái đó luôn, để khỏi rửa. Nóng rồi cô. Nè, được chưa? Tôi có đầu tư rõ luôn cũng được mà. Máy chị. Ê, tôi. Nóng. Nóng quá. Lại nè. Cái trừ nghiêng quá. Rồi, có chữ khúc cái nô từ ngang cũng được. Rồi cô ơi. Đóng lại luôn cô. Gì đó chắc nó sẽ bành. Hình như mình cho dầu hơi nhiều ha. Nhiều dầu. Ờ, rửa sẵn đi. Nhanh chứ để hồ than nó tàn. Than tàn rồi con. Cái món này là không có chần chừ được. Cách rồi nè. Không, cách cái cuốn đâu có dầu. Hiểu không? Bây giờ cá mà để ở đây hiểu không? Đây phải không? Quẹt hiểu không? Rồi bắt đầu lật luôn. Dưới cục xương hay gì đây? Rồi cô đợi xíu cô. 5 phút, 5 phút. Dạ cô cứ chở đều giống như bình thường cô hay nấu vậy thôi. Để cá gì được chăng? Quảng ơi vô đủ rồi Quảng ơi. Nhắc rồi chi. Thiệt có con nè. Đâu, đi đi. 10 giờ này ngủ hết rồi. Chánh đèn. Để cho cái này nó không xuống được. Được. Con chan cơm ăn cũng được luôn. Đó. Bỏ vô nó có cắn lộn. Bây giờ cô nhắc xuống được chưa? Rồi, để lửa than hồi nó kia nó lại. Cái ghế của cô nãy đâu rồi? Cá bốc dừa hầm bầu.
hai đứa xin. Bị hai con sáo đang la lối. Nó thấy mình ra cái nó là nó vui ghê luôn á. Nó quen á. Là hành động action đi con. Gốc dừa hả? Gốc dừa ăn đi. Ok, gốc dừa. Nè luôn nghe cái vỏ dừa mà mới lột luôn đó. Mới lột đây nè. Lột đi cái chỗ mới lột để cho sao cho chắc. Con né cho khác phải không? Dạ. Yeah. Một phát là ngay nha. Một phát là ngay chứ không thôi là phải kiếm cái khác đó. Ghi là nào đứt cốt dừa, còn cái này là nào lấy cái sợi ăn. Cho cô cái này nè, lóc miếng lá vô, cô sẽ làm đây. Thủy trộn cho cô miếng muối đường đậu phộng để cô rắc vô luôn đi Thủy ơi. Thấy được một cái clip không phải dễ. Cả ngày mới được một miếng như vậy. Thôi rồi, quay qua cho cô một tấm bán số. Rồi, dạ đâu vậy? Rồi, dưới đây là 2, 3, 2, 3. Ờ, cô qua đi. Nè kìa, nó chạy bếp, lên cái góc ở trong luôn anh. Lên trên phải không? Lên trên luôn. Thủy là phải để cô ngồi đó, xong rồi kêu Thủy, cái này Thủy, cái kia xong, bấm lại đèn lao động. Rồi, xong nhắc cái nồi này lên luôn. Cái nồi sát chút xíu, cái nồi cái này em lấy cái nồi để trước đi. Nó không, cái này chỗ tôi này xấu, nếu đẹp hết rau thì cái này xấu. Quan trọng đồ ăn là, không thì anh bán thịt chân rồi xong. Ok rồi, vô miếng rồi. Mọi người đừng di chuyển, lính thở nè. Rồi chấp hình nguyên tiếp, nguyên tiếp đi vào hết. Nhanh. Đúng rồi. Khoan để em cái. Bây giờ đi lao ép trời. Vô. Đi cho Hiếu búa đi, chút búa sao. Nè, để chấp hình, để là chấp hình, nó biết quay phim. Nhanh chị lúa. Gì vậy, cái kỳ vậy? Rồi, anh chia sẻ. Sao đủ có hai cần ngồi ghế hả? Đủ, dây sức, dây sức. Ui da, đó. Mình mập, mình ngồi vậy nè. Đó. Rồi, chú Bình, ở quay trang sao Thanh đứng đâu? Đây, anh đứng ngay trước đây luôn nè. Không, em sẽ ngồi đây. Đi. Rồi đẹp rồi, thêm bắt cấp một kiểu nha. Đẹp nha. Dê thôi. Rồi. Ai muốn lấy hình lên danh luôn. Thấy ai người đó sáng.